Alo. Vâng, và trận thi đấu chung kết đầu tiên của cặp đôi đến từ Gen TV. Màn hình máy game thủ No 1 được cầm Roman. Và Egypt là của game thủ Chipboy. Ở phía bên kia quân cũng có một Egypt và một cái gì đó nữa thì tôi cũng chưa rõ. Vâng, Egypt có khả năng làm chủ lực nhưng một thế bài có thể nói là thời điểm đầu là tương đối xấu. Đồ ăn là nhiều. Vâng, có quả phụ, có đàn hươu đầu 6 con rất gần. Vâng, 5 con, chính xác là 5 con. Nhưng những cánh rừng là không có. Còn bây giờ chúng ta hãy theo dõi màn hình máy của game thủ No 1 thôi. Màn hình máy của game thủ No 1 timeline 21/24. Có hươu và chuẩn bị có voi về với nhà chính. Thêm một đàn hươu nữa ở phía xa. Nhưng vẫn chưa có quả phụ. Ồn, như vậy là có quả phụ rồi nhưng một ông dân phải nằm xuống rồi. Hơi đáng tiếc, vì vậy game thủ No 1 quyết định đóng thêm một e nữa. Có khả năng đánh nhiều hơn 23 ông dân. Việc ép 23 ông dân dường như là hơi bị hụt. Vì vậy game thủ No 1 chết một ông dân và đóng thêm một e nữa. Ồn, như vậy là không phải bãi quả phụ mà nhìn nhầm con sư tử thành vâng cây quả. Hoa mắt chóng mặt rồi. Hơi căng. 23 đến từ game thủ No 1. Vâng, cày cú con sư tử và quyết định cho nông dân ra trả thù. Nhưng không, có lẽ game thủ No 1 vâng nhịn đi thì hơn. Vâng, một điều nhịn là chín điều lành. Quay sang vâng đi tìm thêm đồ ăn. Còn lát nữa thì sư tử đấy để nông dân ra sau xử lý sau. Hơi căng một cái bài Roman như thế này. Đồ ăn là vâng rất nghèo nàn, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Có vâng, có bãi quả nhưng game thủ Mỹ Đình đang chén rồi và chén gần hết rồi. Game thủ No 1 quyết định không thèm vâng chén nữa. Thêm một voi nữa. Câu về nhà chính, còn đôi voi ở phía trên thì đóng ép và ăn luôn. Vâng, chả hiểu số game thủ No 1 như thế nào mà trong trận đấu này gặp toàn sư tử này. Vâng, cứ đi dò là gặp sư tử. Vâng, hai hit. Vâng, chết một dân à, như vậy là không chết dân. Rất may. Những dòng dân cực kỳ ít máu, vâng ngựa giò vâng lao tới làm hai vâng hai chọc, có lẽ là ăn được hai thằng nông dân. Một con nông dân vâng còn siêu siêu ít máu đi câu mò đi câu voi. BB được thiết kế ở phía trên. Rất rất mong là nó không mắc vào vâng đã không mắc vào cái cây ở phía trước rồi. Cắt nông dân ra và ăn thêm voi này nữa. Có lẽ sẽ vẫn đủ thực kích đời thôi nhưng sẽ là không sớm sủa với Roman. Egypt thì như thế nào, chúng ta cùng xem. Như vậy Egypt 25. Và một bài cung bo nhỏ của Egypt rồi. Lực là không quá khỏe. Hai quả phụ nhưng thế nhà là không quá đẹp. BM được thiết kế ở khu vực này. BA được thiết kế ở trên dốc. Vâng, hướng ra giữa bản đồ. Màn hình máy của game thủ No 1 tiếp. Vâng, No 1 timeline 25. Bây giờ mới sóc được con giò. 27 nông dân đến từ game thủ Gunny. Gunny là người cầm vâng dường như là Egypt thì phải. Căng, như vậy Mỹ Đình là người có giò trước. Con giò Mỹ Đình chưa vâng chưa công nghệ. Ăn được 3 nông dân rồi. Mỹ Đình đang điều giò khá khéo. Thêm một e nữa. Vâng, đang chỉ ở chip boy, vâng đang chỉ ở chip boy điểm giao tranh thì phải. Lại lọt nhà một tên nữa. Hơi căng. Màn hình máy của game thủ Chipboy. Thêm một BS ăn gỗ nữa.
Vâng, hai chiếc ruộng sát đến mép bản đồ. Cung tê bắt đầu được đẩy đi. 2 vs 1 Mỹ Đình, nhưng liệu có thành công hay không? N1 là người đã bị chơi rất đau ở thời điểm đầu rồi. 23 đến từ game thủ N1. Nông Dân vẫn lọt được vào phía trong tuần này, rất may mắn. Điên cuồng đáp ruộng. Gỗ vẫn đang còn rất nhiều. Vâng, chip boy nếu thấy cần. Liên tiếp đóng ruộng đến từ game thủ N1. Vâng, những con lạc đà của game thủ Mỹ Đình sản ra dường như là không thèm để ý gì đến N1 nữa rồi. Bây giờ muốn chéo cánh và chơi chip boy. Vâng, ai cũng muốn chéo cánh và đưa về thế 2-1. Mỹ Đình bây giờ đã có khá ruộng rồi. Con ngựa giò của game thủ N1 đã chết. Tăng L hay làm gì chúng ta cùng chờ xem. Đã là 1L1P rồi. Vâng, thêm ruộng. Và vâng, kéo thêm nông dân ra phía ngoài. Đã hết nông dân game thủ Mỹ Đình ở bãi quả. Rất nhanh chóng đến từ game thủ Mỹ Đình. Màn hình máy của game thủ Chip Boy tham lai 28 bắt đầu bị chơi. Vâng, đen ruộng và chạy hai ông dân, cố gắng tẩu thoát hai ông dân này. Bây giờ thời điểm là thời điểm quan trọng, giữ dân được bây giờ là rất quan trọng. Thêm hai chiếc ruộng nữa và có lẽ là một BE nữa là sẽ kín. Nhưng Gunny bây giờ đang là người rất khỏe. Các bạn thể theo dõi trên màn hình cung R của game thủ Gunny. Vâng, đông như quân mông. Không biết là cung R gì, có lẽ là cũng Egypt thì phải. Đông như quân mông. Màn hình máy của game thủ Chip Boy. Vâng, bắt được bao nhiêu chém? À xin lỗi bạn, màn hình máy của game thủ N1 bắt được bao nhiêu lạc đà? 27 đến từ game thủ N1. Có thêm Y nữa. Vâng, đánh các kiểu các thể loại, cả Y, cả chém, cả sọc đơn, cả phù. Nhưng vẫn đang khó, vẫn đang gặp khó. Chip Boy bây giờ tham lai bao nhiêu? Vâng, 30 đến từ Chip Boy. Gunny có lẽ bây giờ là tầm hơn 4 xịch rồi. Căng. C này hơi căng. Vâng, đang bị dồn. Đang bị cả lạc đà lẫn vâng cung R dồn. Bị ốp A và đang bị dồn. Đây có lẽ là trận chung kết. Nên vâng, Chip Boy vẫn đang cố gắng. Màn hình máy của game thủ N1 tham lai 30. Có Y chơi vào nhà của game thủ Mỹ Đình cầm Pamiran thì phải. Vâng, nhưng Mỹ Đình được bảo kê với những con cung R. Chỉ cần một nhúm cung R của game thủ Gunny thôi, một tơn thôi là có thể bảo kê được những con Y rồi. Còn Chip Boy thì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vật lộn với một cái bài cầm Egypt bị lạc đà Pan áp sát. Vâng, những con lạc đà Pan cứ sản ra sau đó áp sát được cung R. Còn Gunny thì cứ việc sau quân. Vâng, cho một nhúm sang bên kia thủ lại. N1 đang hơi mềm. Vâng, N1 đang hơi mềm. Màn hình máy của game thủ N1 tham lai 33. Vâng, to thời điểm này nhưng cũng vâng, không ăn được Pan thì cũng không nên to để làm cái gì. Vâng, to phải vâng có hiệu quả. Vâng, đánh nhau không thể hiện ở cơ bắp mà đánh nhau thể hiện ở cái đầu. Màn hình máy của game thủ Chip Boy đang bị chơi vào bãi ruộng. Vâng, đây là tử huyệt của game thủ Chip Boy. Vâng, giữ được chỗ này thì còn khả năng đánh tiếp. Không giữ được thì có khả năng ao là rất cao. Chip Boy tham lai 38 nhưng Gunny thời điểm này bao nhiêu? Đó mới là điều quan trọng thôi. N1 tham lai 41. Vâng, chuẩn bị có một tơn Y lao vào. Còn những con sọc đơn kẹp vâng lao vào một mình ư? Đây rồi. Như vậy là Chip Boy đã tới. Nhưng Gunny đang rất đông. Rất đông và hung hãn nữa là đằng khác. Vâng, game thủ Mỹ Đình muốn định lao vào nhà game thủ N1 một tơn. Nhưng N1 bắt đầu tăng BL thứ 3 rồi. Vâng, nên lên trên dốc và đảo thì hơn. Màn hình máy game thủ Chip Boy tham lai 42. Quyết định giật về một tơn. Mỹ Đình đang là người cực kỳ đông. Ôi giời ơi, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Vâng, lạc đà của game thủ Mỹ Đình đông như quân mông. Thôi, thôi, chạy, lùi. Vâng, không lùi, tham lai tụt xuống còn 36. Vâng, 33 đến từ game thủ Chip Boy. Tụt tham là rất nhanh.
Còn game thủ N1 tham lai 38. Vâng, vẫn những con y. Vẫn những con y lao vào ruộng game thủ Mỹ Đình. Mỹ Đình đã có, vâng, Mỹ Đình đã có bánh xe rồi. Vâng, Mỹ Đình vẫn không chết, có y đâm, có vâng sọc đơn chơi nhưng vẫn không chết. Vậy e trước, không được rồi. Vẫn sóc đều 2L, các bạn có nhìn nhìn thấy màn hình, 2L vẫn hai con lạc đà đứng chơi. Vui vui vậy thôi. Vâng, khoai thị sắn rồi, không có bánh xe còn chơi được, chứ bây giờ có bánh xe rồi kể cả đục vào được trong này cũng chả làm gì được. Khoai. Màn hình máy của game thủ Chip Boy 37. Gắn đi bây giờ có lẽ lên gần 7 xịt rồi. Khó, khó trong trận đấu này. Vâng, cu cứ đứng trên dốc ném xối xả thế kia thì đỡ bằng răng. Cực kỳ khó. Vâng, lạc đà lại áp sát được 6 đít nữa. Vâng, nóng lắm rồi. Và đi sai thôi, tỷ số là vâng 3-0 ở trong trận đấu thứ tư. Rất nhanh chóng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi với đến với trận đấu chung kết. À xin lỗi các bạn, là đến với trận đấu thứ 5 ở trận đầu tiên trận đấu thứ 5 thôi. Trận đấu thứ tư là một trận đấu mà vâng cả Gandhi và Mỹ Đình đều thể hiện được cái độ phũ của mình.